Trương Đức Hai, huyền thoại bắn tỉa, cơn ác mộng của những kẻ bán nước lẫn người Mỹ. Chào những người anh em thiện lành, lại là Mr. Sway đây. Nhắc đến Việt Nam, những người bạn mắt xanh mũi lõ không chỉ nhớ đến hình ảnh Tổng thống Mỹ Obama ngồi ăn bún chả, mà họ còn khiếp vía trước những lùm cây biết đi. Cũng có điểm tương đồng là ẩn nấp để tác chiến, xạ thủ bắn tỉa vẫn xuất hiện trong những cơn ác mộng của lính Mỹ mỗi ngày. Trương Đức Hai là một trong số các huyền thoại bắn tỉa, chúa tể thiện xạ của nước ta lúc bấy giờ. Ông đã làm gì mà khiến quân đội Mỹ kinh hồn đến như vậy? Hãy cùng xem video ngày hôm nay thôi. Ông Trương Đức Hai là một tay súng bắn tỉa cừ khôi ở cứ điểm đồi 31, là một nhân tố quan trọng trong các chiến dịch diệt ác phá kềm ở mặt trận Do Linh, Quảng Trị. Ông lớn lên ở làng Hải Chữ, xã Trung Hải, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Tuổi thơ của ông là những năm tháng nghèo khổ. Một mình mẹ ông nuôi đàn con 6 đứa. Cha theo truyền thống gia đình đi làm cách mạng để đánh Tây, bảo vệ xóm làng. 14 tuổi, Trương Đức Hai đã năn nỉ xin các bác, các chú du kích trong làng đi theo cách mạng, nhưng bị từ chối vì còn nhỏ tuổi. 16 tuổi, ông được các bác chỉ huy lực lượng vũ trang của xã Trung Hải cho đi theo làm du kích. Đúng là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Ông đã có thể tháo lắp súng một cách thành thục chỉ sau 2 ngày học. Sau hơn 1 năm vào quân ngũ, cậu bé du kích ngày nào đã trở thành trung đội trưởng, rồi lên xã đội phó và làm xã đội trưởng lúc vừa tròn 19 tuổi. Bằng khả năng thiện xạ có 102, ông đã trở thành xạ thủ bắn tỉa làm kinh hồn bạt vía quân thù. Ông còn cải trang thành lính thủy đánh bộ Mỹ, luồn sâu vào hàng ngũ địch, bắn hạ những tên sừng sỏ ác ôn. Năm 1965, ông tham gia làm cơ sở cách mạng với nhiệm vụ giao liên rồi vào lực lượng dân quân du kích xã Trung Hải, đánh chống càn, không cho địch đánh ra dọc sông Bến Hải. Mùa hoa phượng nở năm 1967, quân địch tăng cường mở rộng, tái chiếm lãnh thổ. Ông nhận nhiệm vụ chỉ huy các cánh quân du kích, chặn đứng hướng tấn công, đánh phản công, cầm chân hướng hành quân của Trung đoàn 2 Ngụy từ hướng quân cảng cửa Việt lên mạn phía Tây. Trương Đức Hai với khẩu súng CKC cùng với đồng đội đã bắn hạ gần 20 tên địch, trong đó có 2 viên sĩ quan chỉ huy. Quân du kích bị địch áp đảo hoàn toàn về hỏa lực và số lượng, nhưng cuối cùng, đội du kích xã Trung Hải cũng hoàn thành nhiệm vụ cầm chân địch, chờ bộ đội chủ lực đến tiếp ứng. Từ năm 1966 đến năm 1972, chiến trường Do Linh trở thành mặt trận ác liệt, bởi cùng với việc ném bom bắn phá, địch còn dùng nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm hơn cuồng mắt gấu trúc. Đánh chỉ ở mức nhì nhưng cay thì nhất, gặp phải sự truy cản của ta, địch càng dốc quân vào vùng đất Do Linh, Quảng Trị. Chính quyền Sài Gòn với sự giúp sức của quân đội Hoa Kỳ đã cho dựng một hệ thống hàng rào điện tử McNamara. Chính quyền Mỹ dồn hết kho vũ khí ném vào mặt trận Quảng Trị, bắn phá có tính chất hủy diệt để mưu cầu kế hoạch thành công và hơn thế nữa là để chặn đứng hướng hành quân tiếp viện của hậu phương miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Tình thế căng như dây đàn, Trương Đức Hai được cấp trên điều động vào làm công tác chỉ huy lực lượng du kích ở xã Do Mỹ. Nhiệm vụ của ông Hai là chỉ huy một đơn vị dân quân địa phương với gần 150 người, phối hợp với lực lượng bộ đội chủ lực bao vây bắn tỉa địch ở cứ điểm 31, cầm chân không cho chúng càn quét bắn phá, đồng thời mở đường cho quân ta đánh sâu vào cứ điểm cảng cửa Việt. Quân địch bố trí các cứ điểm chốt chặn rất chặt chẽ, nếu bất ngờ tập kích thì sẽ gây thương vong lớn cho quân ta. Ông Hai chọn 5 chiến sĩ có tài thiện xạ, bắn bách phát bách trúng cùng đột nhập vào doanh trại địch tiến hành phục kích, bắn tỉa từng tiểu đội của địch. 5 ngày liền, ông cùng đồng đội ăn lương khô, uống nước lã cầm hơi để tiêu diệt các tiểu đội địch đi tuần tra. Kết quả là xin vĩnh biệt hơn 70 tên địch, trong đó có 3 lính Đại Hàn và 4 lính Mỹ. Rất cảnh giác, ngay khi phát hiện có bộ đội đột nhập bắn tỉa, quân địch tăng cường phòng thủ và sử dụng xe thiết giáp đi tuần đêm. Với khoảng gần 150 chiến sĩ trong tay, ông đã cùng đồng đội phối hợp rất nhịp nhàng với bộ đội chủ lực triển khai việc bao vây bất ngờ, bắn tỉa địch để giảm trừ quân số địch. Ông Hai còn cùng đồng đội bí mật bám theo các đoàn xe thiết giáp chở quân, chỉ cần chúng sơ hở là về cõi niết bàn ngay. Những năm tham gia đánh địch ở Do Mỹ, nhiều đồng đội đã hy sinh anh dũng, bản thân ông cũng nhiều lần dạo chơi với thần chết. Đã 2 lần ông bị thương nặng nhưng vẫn quyết tâm đánh đuổi kẻ thù. Phải mất một thời gian dài, huyền thoại bắn tỉa này mới trở lại chỉ huy đánh địch ở Do Mỹ. Trước những tổn thất của lực lượng vũ trang địa phương và bị cản trở hoạt động của nhiều cơ sở cách mạng tại chỗ, Ban An ninh Do Linh quyết định phải trừ khử bằng được những đối tượng ác ôn, chỉ điểm. Trương Đức Hai lại được lãnh đạo địa phương gọi tên để thi hành nhiệm vụ khó khăn này. Do nằm ở trong gọng kìm kiểm soát của địch nên các hoạt động quân sự, dân vận của quân giải phóng gặp nhiều khó khăn. Đều như vắt chanh, cứ 2 ngày, tụi Mỹ cùng đám lính Đại Hàn lại cho quân đi càn, đốt phá, bắt bớ những người hoạt động cách mạng. Du kích Do Lễ nhiều lần xin ra quân chặn địch nhưng tương quan lực lượng yếu, vũ khí trang bị của ta quá mỏng nên không thể tự chui đầu vào rọ. Chấp thời cơ, quân đoàn 1 của quân đội Sài Gòn điều động đến chiến trường Do Linh rất nhiều lính thủy quân lục chiến từ các quân đoàn khác. Trương Đức Hai cải trang thành sĩ quan thủy quân lục chiến ngụy để trà trộn vào vùng kiểm soát của địch, thực hiện kế hoạch diệt trừ những đối tượng ác ôn, chỉ điểm. Đối tượng đầu tiên nằm trong tầm ngắm là tên Thuận Điểu, xã trưởng xã Do Lễ, một kẻ hết sức gian manh. Đêm hôm khuya khoắt,
hắn không ngủ trong nhà của mình mà lên trụ sở xã, nơi có một trung đội địa phương quân canh chừng để ngủ. 8 giờ sáng hôm sau, khi Do Lễ thực sự trở thành vùng đất do quân đội Sài Gòn quản lý, hắn mới quay về nhà. Đó là giây phút bình yên trước bão tố cuối cùng của y. Trường Đức Hai ngụy trang thành một viên trung úy thủy quân lục chiến, dắt theo hai du kích trong trang phục lính thủy quân lục chiến làm cận vệ cho mình. Khi tín hiệu của cơ sở báo là Thuận Điểu đã trở về nhà, anh cùng hai đồng đội trong vai ninja nhưng không đi lít mà chạy xe Honda với dáng điệu rất nghênh ngang tìm đường đến nhà Thuận Điểu. Lệnh của ban an ninh huyện là giáp mặt thì bắn ngay, nhưng luôn có một biến số không ngờ tới. Bước vào nhà, thấy Thuận Điểu đang ngồi ăn cơm bên vợ và hai đứa con nhỏ. Ông chỉ nhờ Thuận Điểu rằng ăn xong thì vẽ cho cái bản đồ để đêm nay anh em đi tác chiến. Nghe xong, Thuận Điểu vội vàng theo chân anh cùng hai cận vệ đang đứng lảng vảng ở phía bên ngoài. Đi được một đoạn, một trong hai cận vệ có nhiệm vụ dẫn đường đã đi dẫn quá một khúc nên phải quay lại. Hắn đã nhận ra điều bất thường và la lên: "Viết cộng, bà con ơi, viết cộng!" rồi đâm đầu tháo chạy. Thuận sẽ thua chắc khi chơi trò cá sấu lên bờ với ông hai, bởi nhanh như cắt, ông giằng lấy tay Thuận Điểu quật xuống đất, nói: "Im thì sống, còn la làng là tao bắn chết." Thế nhưng viên xã trưởng vẫn chống cự, vừa bỏ chạy vừa la làng. Vị xã thủ không xuống nước mà xuống tay. Ông nghiêng khẩu súng, siết cò tiêu diệt tên ác ôn, rồi lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân của hắn mang về báo cáo với cấp trên. Đầu năm 1972, xã Do Sơn thuộc huyện Do Linh trở thành vùng chiến địa khốc liệt giữa ta và địch, khi chúng huy động hơn 1.000 lính cùng xe tăng, xe vận tải, kho bom chuẩn bị cho một cuộc tiến công quy mô lớn. Dân trong xã bị địch gom vào khu tập trung quán ngang, làng mạc bị đốt phá tiêu điều, các công sự bị tụi Mỹ phá sập. Anh em du kích cầm súng thì dễ nhưng khó cầm chân được quân giặc. Một lần nữa Trương Đức Hai được cử đến vùng đất lửa. Ông đã đề nghị với lãnh đạo cấp trên cho ông được chỉ huy một trận đánh lớn để hy vọng lấy lại thế kiểm soát. Sau khi nghiên cứu và xem xét, tỉnh ủy Quảng Trị đã chuẩn y và điều thêm đơn vị bộ đội C4 địa phương về phối hợp với du kích Do Sơn thực hiện nhiệm vụ. Trận đánh úp vào căn cứ quán ngang đã được thực hiện một cách trọn vẹn. Địch bị tổn thất nặng nề, đành tháo chạy. Nhân dân Do Sơn được quân giải phóng đón trở lại làng. Trận quán ngang được xem là phát súng khai hỏa đầu tiên cho chiến dịch tổng tấn công mùa xuân năm 1972 trên toàn chiến trường Quảng Trị. Chiến dịch giải phóng quán ngang thắng lợi, ông được cử về làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng xã Do Sơn để cùng người dân xây dựng, ổn định cuộc sống, sản xuất và phát triển. Sau năm 1975, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông được lãnh đạo cho đi học chính trị rồi về làm cán bộ quản lý cấp phường ở thị xã Đông Hà. Ở tuổi 30, ông nên duyên cùng với một o du kích của xã Do Mỹ, nhưng cuộc sống không hề màu hồng như tình yêu của đôi vợ chồng. Họ lần lượt sinh được 4 người con, 3 gái, 1 trai. Khi thằng út mới tập nói bi bô thì vợ ông ngã bệnh. Căn bệnh ung thư quái ác đã hành hạ bà suốt 13 năm trời. Quãng thời gian ấy, một mình ông hai vừa cáng đáng chuyện chăm sóc vợ bệnh tật, vừa phải chăm sóc, nuôi dạy các con. Căn nhà tập thể của hai vợ chồng được cho ở nhờ có lúc đã bị người ta đòi lại. Ở hiền thì gặp lành, có một người đã từng cùng ông chiến đấu, sau này trở thành lãnh đạo ở địa phương đã can thiệp cho ông được quyền hóa giá một căn nhà tập thể. Sau nhiều chuyến đưa vợ đi tìm thầy chữa bệnh ở ngoài Bắc, trong Nam, gia cảnh túng bấn trăm bề nên không còn tiền để mua nhà hóa giá mà lại phải viết đơn xin được ở nhờ. Ông tự trách mình không làm nổi ngôi nhà cho vợ con sinh sống, phải mượn phòng của tập thể, đến lúc vợ nhắm mắt cũng không có nổi một chỗ để quan tài. Sau nửa năm, cha con ông cũng được trả lại căn phòng nhỏ. Thay vì mặc quần kaki hay quần jean thì ông hai chọn làm việc quần quật mỗi ngày. Người ta có thể gặp xạ thủ một thời nơi quán cóc, bên góc chợ hay với chiếc xe máy cà tàng tất bật ngược xuôi. Gia tài lớn nhất của ông hiện nay là 4 người con đã ăn học thành tài, đã có công việc ổn định. Ông luôn xem đó là niềm động viên to lớn để tiếp tục sống và cống hiến. Hiện tại đồng lương hàng tháng của ông cộng mọi khoản vẫn chưa đến 2,5 triệu đồng. Ông dành số tiền ấy để hương khói cho đồng đội, cho bà con đã ngã xuống trong chiến tranh và lo liệu cuộc sống của mình. Ngày 26 tháng 7 năm 2013, ông Trương Đức Hai đã vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được cấp trên tặng thưởng 6 danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, Dũng sĩ ưu tú và hàng chục huân huy chương các loại và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Dù cuộc sống hiện tại không mấy đi lên, nhưng người lính bắn tỉa Trương Đức Hai đã đi vào lòng người dân hai bên vùng vĩ tuyến 17 thời kỳ đó như một biểu tượng sáng ngời về ý chí gan dạ, bất khuất. Anh em thấy sao về chiến thần bắn tỉa này? Hãy để lại bình luận cho Xuôi biết nhé! Và đừng quên like, share video và đăng ký kênh để được nghe Xuôi ngược dòng lịch sử nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!